Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất và không thể bỏ qua có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 22 tháng 9 nhé. Nếu mà các bạn luôn yêu thích và đang đi tìm cho mình một chiếc ốp điện thoại xinh xắn thì tin tức ngay sau đây sẽ dành cho các bạn. Chào mùa thu thì Awifi, thương hiệu ốp lưng số 1 tại Shopee sẽ có một đợt sale cực khủng, giảm giá đến 50% tất cả các mẫu ốp lưng hot nhất hiện tại với giá chỉ từ 1x. Với ốp lưng IMD chống bụi Mickey giá chỉ từ 29.000 đồng, ốp lưng trong suốt viền màu giá chỉ từ 6.000 đồng và ốp lưng nhám mặt mờ giá chỉ từ 9.000 đồng, ốp in hình nhám Princess giá chỉ từ 22.000 đồng. Awifi cam kết về chất lượng và hoàn trả ngay lập tức nếu phát hiện ốp lỗi hoặc hỏng. Còn chần chừ gì nữa mà không, click ngay vào đường link mà bọn mình đã để sẵn ở bên dưới để sắm cho giấy yêu của mình những chiếc áo mới thật xinh lung linh nhé. Câu chuyện về việc YouTuber ở Việt Nam bị tắt kiếm tiền thì không còn là một câu chuyện quá lạ lẫm nữa, đặc biệt là khi mà luật YouTube đã ban hành bắt đầu từ tháng 1 năm 2020 vừa qua. Và mới đây nhất thì Quỳnh Trần JP đã lên tiếng chia sẻ rằng cô đã bị tắt kiếm tiền ở một vài video trên YouTube của mình. Còn nhớ thì vào hồi đầu năm 2020 thì kênh YouTube của Quỳnh Trần JP đã bao lần lên xuống do video bị dính ảnh của bé Sa, và sau một thời gian dài kháng nghị thì channel của Quỳnh Trần JP đã tạm thời quay trở lại nhịp độ bé Sa có thể tiếp tục xuất hiện trên video của mẹ. Tuy nhiên thì mới đây Quỳnh Trần JP lại tiếp tục thông báo về một số video trên kênh của mình đã bị tắt kiếm tiền, nhưng lần này không phải là do sự xuất hiện của bé Sa mà nguyên nhân thì chị Quỳnh chia sẻ đó là không phù hợp với nhà quảng cáo. Và trước thông tin trên thì cộng đồng fan của Quỳnh Trần JP đã tỏ ra rất bất ngờ và lo lắng. Một số đã đồn đoán rằng video bị tắt kiếm tiền của chị là do có sự xuất hiện của những cảnh chế biến thực phẩm tươi sống nên đã bị YouTube xếp vào loại giết hại động vật. Và bên cạnh đó thì YouTuber này cũng đã chia sẻ về những khó khăn khi thường xuyên bị tắt kiếm tiền. Vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay thì Jack đã chính thức cho ra mắt MV Hoa Hải Đường và đánh dấu sự trở lại của mình trên đường đua V-pop sau một thời gian dài vắng bóng. Trước đó một tuần thì teaser của Hoa Hải Đường đã thu hút về 100.000 lượt xem khi công chiếu và leo thẳng lên vị trí top 2 trending YouTube Việt Nam. Hashtag Hoa Hải Đường cũng đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Twitter Việt Nam. Về MV Hoa Hải Đường thì đây là một sản phẩm do Jack sáng tác từ cách đây 8 tháng và được hòa âm và phối khí bởi producer DTAP và đích thân nam ca sĩ tham gia vào khâu mix and master. MV Hoa Hải Đường do đạo diễn Khương Vũ thực hiện và mang đến một màu sắc cổ trang kiếm hiệp trong một thế giới siêu thực đầy ấn tượng. Hoa Hải Đường thì thuộc thể loại Future Pop và World Music với lời bài hát giàu chất thơ, giàu hình ảnh và mang hơi hướng hoài cổ và đậm dấu ấn cá nhân của anh. Bên cạnh đó thì nam ca sĩ còn tiết lộ rằng tất cả các cảnh đánh đấm đa số đều được anh thực hiện trực tiếp và rất ít khi phải nhờ đến diễn viên đóng thế. Và điều này thì lại càng khiến cho khán giả thêm cảm phục nỗ lực mà nam ca sĩ đã bỏ ra cho MV Hoa Hải Đường. Mặc dù vào thời điểm công chiếu MV thì Jack đã mang về 219.000 lượt xem trực tiếp, vượt qua thành tích cũ của Là Một Thằng Con Trai với gần 200.000. Tuy nhiên thì với con số 219 thì vẫn chưa đủ để Jack có thể vượt qua được những thành tích của chính mình khi MV trước đó là Sóng Gió mang về đến 235.000 lượt xem công chiếu. Sau khi các ca khúc của bản thân bị VTV lấy làm ví dụ minh họa về những sản phẩm độc hại trên YouTube thì Bingo đã có những chia sẻ cá nhân của mình về sự việc này. Theo đó thì vào tối ngày 21 tháng 9, bản tin Thời sự Toàn cảnh đã lên sóng một video phóng sự về những video độc hại trên YouTube. Trong đó thì VTV1 đã chỉ ra những video trên YouTube với nội dung phản cảm, ví dụ như là ăn các món kỳ lạ, thử thách kinh dị hay là MV18+, v.v. Trong đó thì những ca khúc của Bingo đã được đem ra để minh họa. Trước sự việc trên thì Bingo đã lập tức phản pháo bằng một bức tâm thư. Và trong thư này thì anh đã nhấn mạnh là bản thân chỉ muốn làm nghệ thuật, muốn làm rap Việt giống như là rap Mỹ. Tuy nhiên thì sau khi những sản phẩm của mình bị đem ra làm ví dụ cho những sản phẩm độc hại trên YouTube thì Bingo cho biết anh sẽ suy nghĩ thêm về việc sẽ tiết chế hơn trong những sản phẩm về sau này và đồng thời úp mở về việc là sẽ không theo đuổi phong cách này nữa trong tương lai. Thêm vào đó thì Bingo cũng tự nhận là phong cách của bản thân có phần phóng khoáng quá đà và đã quá sai khi theo đuổi đam mê mà vượt giới hạn của bản thân mình, và hy vọng đây sẽ là một bài học để nam rapper này có thể rút kinh nghiệm với những sản phẩm trong tương lai của mình. Câu chuyện bất đồng trong cộng đồng fan thì không còn là một câu chuyện quá xa lạ trong những group fandom nữa. Và mới đây thì một trang confession khá lớn dành cho những người hâm mộ Sơn Tùng MTP đã bất ngờ xuất hiện những bài đăng với nội dung trách móc những thành viên của page này với những lời lẽ khá căng thẳng.
Theo đó thì nguồn cơn gây ra sự việc này bắt đầu từ một chiến dịch bình chọn cho Sơn Tùng để ảnh của nam ca sĩ có cơ hội được quảng bá tại Thái Lan và Hàn Quốc. Và được biết thêm thì mặc dù là một trong những fandom có lượng thành viên hùng hậu nhất tại Vpop, thế nhưng mà con số bình chọn lại rất hẩm hiu. Và sau khi sự việc này xảy ra thì một số tài khoản đã có những câu hỏi mang tính công kích. Ví dụ như là fandom Sky có còn mạnh và nhiệt tình như trước nữa hay không, hay chỉ là sự ảo tưởng của fan từ quá khứ. Và ngay sau đó thì bài đăng trên đã được lan truyền tới rất nhiều những hội nhóm liên quan đến cộng đồng Sky. Và câu chuyện này thì đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến thời điểm mà nam ca sĩ comeback với ca khúc Có Chắc Yêu Là Đây. Những tưởng là ca khúc này sẽ là chiến mã xô đổ các bảng xếp hạng. Thế nhưng mà loạt thành tích của ca khúc này lại khiến cho nhiều người nghi ngờ về việc cộng đồng Sky đã đào mút. Giữa câu chuyện này thì cộng đồng mạng rất mong muốn được nghe nam ca sĩ lên tiếng, động viên và an ủi, dù biết dẫu nó chỉ là những câu chữ nhưng mà cũng đủ sức để khiến cho fandom có thể quay về và đoàn kết bên nhau. Những món ăn như là dế, ve sầu hay là côn trùng nói chung thì vốn đã rất là quen thuộc, đặc biệt là với những người yêu thích ẩm thực rồi. Thế nhưng mà mới đây thì một cửa hàng bán hàng online tại Trung Quốc đã cho ra mắt một sản phẩm côn trùng sấy khô và hiện tại thì đang nhận về rất nhiều sự quan tâm và tò mò từ phía cộng đồng mạng. Một cửa hàng online tại Trung Quốc đã gây hoang mang cho người mua khi giao bán snack rán sấy khô để làm mồi khi uống rượu. Và theo như lời miêu tả của cửa hàng này, thì đồ ăn vặt mới nhất của họ với 3 sự đảm bảo. Thứ nhất là sản phẩm thuần tự nhiên, thứ hai là không phụ gia, hương liệu nhân tạo, thứ ba là nguồn nguyên liệu ổn định và giàu dinh dưỡng, giàu protein, thơm ngon, giòn tan và để nhắm rượu thì bá cháy. Và qua poster quảng cáo này thì nhiều người cho rằng đây là một sản phẩm được đăng cho vui, nhưng mà thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên mà rán được chế biến thành một món ăn. Và được biết thì một số nhà hàng tại tỉnh Sơn Đông, Tứ Xuyên và Vân Nam trước đó thì đã từng bán những món ăn liên quan đến rán, ví dụ như là sushi rán này, rán rang muối ớt này, vân vân. Và giải thích về việc đưa rán trở thành một món ăn trong thực đơn thì các chủ nhà hàng lại đưa ra rất nhiều những lập luận vì trong rán có rất nhiều chất đạm. Trải qua hàng loạt những scandal thì hot girl Trâm Anh, gương mặt đã nổi lên từ chương trình Nóng Cùng World Cup 2018, vẫn không tránh khỏi sự ghét từ những người bạn cũ táo bạo của mình. Và đứng trước sự việc này thì Trâm Anh đã còn im lặng nữa, mà cô cũng đã lên tiếng phản pháo cực kỳ gay gắt sự việc này. Lần đầu gây ấn tượng với khán giả với vẻ bề ngoài xinh đẹp và ưa nhìn tại chương trình Nóng Cùng World Cup 2018, tưởng rằng là sự nghiệp của cô nàng hot girl Trâm Anh này sẽ vút lên như diều gặp gió. Thế nhưng mà liên tiếp thì cô hot girl này đã gặp phải rất nhiều những scandal, ví dụ như là vướng vào chuyện tình cảm với streamer Piu Piu này, hay là gần đây nhất là việc lộ clip nóng. Sau khi ở ẩn để tránh các scandal thì Trâm Anh đã quay trở lại với một hình tượng mới. Cư dân mạng thì ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của cô nàng đã trở nên bình thường hơn và mọi người sẽ sớm quên đi những scandal trong quá khứ. Dạo gần đây, cô đã bức xúc lên tiếng sau khi bị những người bạn cũ soi mói về chuyện ăn mặc táo bạo và gợi cảm. Cô có chia sẻ rằng, buồn cười vẫn có những người bạn cũ, nhưng mà từ bạn cũ là trong ngoặc kép, vẫn không ngừng ghen tức và hận thù mình, trong khi cuộc đời mình chưa bao giờ biết nói xấu một ai chứ đừng nói là bạn, và từ bạn này lại để trong ngoặc kép. Với mình không hợp nữa, không chơi nữa thì mình coi như những người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời và cho qua, chẳng mấy khi nghĩ đến. Nhưng với nhiều người thì lại đem lòng cay nghiệt và tìm đủ mọi cách để hãm hại, hạ bệ người khác để có thể thỏa mãn thú tính trong lòng mình. Thiết nghĩ những người ấy thật đáng thương, không biết giá trị của bản thân mình mà chỉ chạy theo lưng người khác để moi móc và nói xấu, hoặc là tìm cách hạ bệ để hả hê trong lòng. Hay, đáng thương thật sự. Thực ra thì cuộc sống của mình giờ rất đơn giản, sống và làm việc theo sở thích và đam mê, một cuộc sống nhẹ nhàng không bon chen. Nhưng mà tiếc là mình cứ sống tử tế và nhẹ nhàng thì vận may lại càng đến, dù cho có sóng gió đến thế nào. Vẫn luôn cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè, cũng như là những người đang và sẽ theo dõi từng bước chân và con đường của mình, luôn ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Trâm Anh đã chia sẻ như vậy. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 22 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.